Hạ Quân Tường bắt vợ bỏ thai nếu siêu âm con gái, ép để mổ sớm 2 tuần vì mê tín. Hạ Quân Tường từng là ngôi sao đình đám của dòng phim thần tượng xứ Đài vào những năm 2000. Sở hữu ngoại hình điển trai, gương mặt thư sinh, Hạ Quân Tường là chàng trai trong mộng của nhiều cô gái châu Á. Cùng thời với anh còn có Trịnh Nguyên Sướng, Minh Đạo, Ngôn Thừa Hút, Châu Du Dân là mưa làm gió tại thị trường phim truyền hình châu Á. Tuy không còn là ngôi sao hạng A như trước, nhưng so với dạng diễn viên cùng thời, Hạ Quân Tường lại có đời sống riêng tư ồn ào và thị phi. Năm 2010, truyền thông Đài Loan bất ngờ tiết lộ danh sách những ngôi sao thần tượng cố tình hợp dốt để lưu bang nhằm trốn nghĩa vụ quân sự, trong đó có Hạ Quân Tường. Theo đó, nam diễn viên thần tượng không thể thực hiện nghĩa vụ quân sự vì học mãi không tốt nghiệp. Từng có thông tin cho rằng Hạ Quân Tường phải hoãn việc học ở trường do khối lượng công việc quá lớn. Tuy nhiên, ngôi sao phim thần tượng đã phủ nhận thông tin trên. Anh giải thích, công ty quản lý luôn cố gắng thu xếp công việc vào những ngày anh không phải tới trường để đảm bảo chuyện học tập của anh. Anh cũng tự tin khẳng định, anh là một trong những ngôi sao chăm học nhất trong làng giải trí Đài Loan. Khi dòng phim truyền hình thần tượng hết thời, sự nghiệp diễn xuất của Hạ Quân Tường cũng trở nên mờ nhạt. Anh tìm kiếm cơ hội đóng phim tại Đại lục Hồng Kông nhưng không thành công. Và năm nay, sự nghiệp của Hạ Quân Tường dường như tụt dốc. Anh thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình hay tham gia các sự kiện nhưng không quá nổi bật. Sau một thời gian ở ẩn, năm 2017, Hạ Quân Tường bất ngờ thông báo đã bí mật kết hôn và có một cô con gái. Được biết, bà xã là mối tình đầu của Hạ Quân Tường. Hai người là bạn thời trung học và cũng là người bạn gái duy nhất mà anh từng nhắc đến khi trả lời phỏng vấn báo chí. Trong thời gian yêu nhau, Hạ Quân Tường và vợ từng chia tay khi sự nghiệp của Hạ Quân Tường phát triển trên đỉnh cao. Song sau thời gian xa nhau, cặp đôi quyết định hàn gắn vào năm 2012. Hai năm sau đó, Hạ Quân Tường công khai chuyện kết hôn và thừa nhận đã làm bố. Những năm qua, người ta không còn nhắc đến Hạ Quân Tường với những lời khen ngợi hay ngưỡng mộ. Cuộc sống cá nhân của anh khá ồn ào. Sau khi bất ngờ thông báo kết hôn, Hạ Quân Tường từng bị dính tin đồn ngoại tình, đối xử tệ bạc với vợ. Đầu năm 2020, anh bị bắt gặp ôm hôn thân thiết với một cô gái lạ trong thời điểm bà xã đang mang thai đứa con thứ hai. Song vợ của Hạ Quân Tường không lên tiếng bình luận về vụ việc này của chồng. Mặc dù chính Hạ Quân Tường đã lên tiếng giải thích rằng anh quá chén và có hành động thân mật với một cô bạn thân khiến nhiều người hiểu lầm, tuy nhiên lời giải thích của anh không thực sự thuyết phục và mỹ nam một thời của màn ảnh xứ Đài vẫn nhận đủ gạch đá từ cộng đồng mạng. Tháng 8 năm 2020, anh bất ngờ đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên vợ con và hạnh phúc thông báo mình đã lên chức bố lần hai. Nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng vợ chồng anh và hy vọng sau sóng gió ngoại tình, anh sẽ sống trách nhiệm và yêu thương vợ con hơn. Tuy nhiên, không lâu sau, Hạ Quân Tường lại khiến khán giả sốc và thất vọng khi thản nhiên chia sẻ vợ anh đã thực hiện phương pháp để mổ để sinh con, lý do là vì cung hoàng đạo. Cụ thể, nam diễn viên nổi tiếng cho biết, theo dự sinh từ bác sĩ, con gái anh sẽ được sinh ra dưới chòm sao xử nữ. Nhưng hai vợ chồng không thích tính cách của chòm sao này nên quyết định cho con gái chào đời sớm 2 tuần để có cung sư tử. Những chia sẻ của Hạ Quân Tường đã tạo nên làn sóng tranh cãi lớn trên mạng xã hội và khiến hot boy một thời của làng giải trí xứ Đài đối mặt với những lời chỉ trích từ cư dân mạng. Netizen xứ Trung phản ứng gay gắt. Tôi thật sự không hiểu. Ảnh hưởng lớn nhất đối với đứa trẻ không phải cung hoàng đạo mà chính là sự hiểu biết của bố mẹ. Chỉ vì vậy mà phải thúc sinh sớm ư, thật bó tay. Anh ta còn ngoại tình, bây giờ lại đi tin cung hoàng đạo à? Theo đó, scandal ngoại tình của Hạ Quân Tường vào thời điểm vợ đang mang thai đứa con thứ hai cũng bùng phát lại. Trong bài phỏng vấn, Hạ Quân Tường cũng vui vẻ tiết lộ anh và vợ dự định có thêm con và luôn khát khao có một gia đình đông đúc. Cho đến mới đây, Hạ Quân Tường tiếp tục có những phát ngôn gây sốc liên quan đến việc sinh con. Nam diễn viên thẳng thắn nói rằng đang nhanh chóng tìm kiếm bí quyết để sinh con trai bởi vì trước đó anh đã có hai con gái. Hạ Quân Tường nói, đúng vậy, bởi vì bây giờ có vẻ như giới tính của đứa bé có thể được xác nhận trong 7 hoặc 8 tuần. Nếu là con trai thì sẽ sinh ra, bằng không hai con gái là đủ. Khi được phóng viên hỏi nếu sinh lần 3 vẫn là con gái thì sao, tài tử họ Hạ ban đầu né tránh trả lời. Tuy nhiên sau đó anh đáp, nếu thực sự là con gái, có thể không muốn sinh nữa. Bài phỏng vấn của Hạ Quân Tường hiện đang gây ra tranh cãi lớn trên mạng. Nhiều netizen bày tỏ bức xúc, liên tục công kích anh trên trang cá nhân, cho rằng gia trưởng trọng nam khinh nữ. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng vợ của Hạ Quân Tường quá hiền lành, dễ dàng tha thứ cho hành vi ngoại tình của chồng, còn cam tâm làm máy đẻ cho chồng, khiến nhân tình thấy vừa đáng thương, vừa đáng trách.